Em xin chào ở nhà nhá, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Hàng Nhật Nội Địa. Hôm nay em lại lên cho các bác mẫu tủ lạnh khá là VIP và đẳng cấp của tủ lạnh Nhật luôn. Con này nó là hàng trưng bày mẫu, con model là 54S, con này là 540L sản xuất 2022, một phiên bản cao cấp nhất của tủ lạnh Hitachi tại Nhật. Anh chị em nào đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh Nhật thì hãy săn đón ngay một siêu phẩm này nha các bác. Model sản xuất 2022, 540L, siêu đẹp, siêu đẳng cấp luôn. Con này thì em nói thật với các bác là nó chỉ thiếu mỗi cái vỏ xốp thôi, còn đâu là nó là đời cao nhất của tủ lạnh Hitachi rồi. Hitachi phiên bản cao cấp của tủ lạnh Nhật. Con này nó là model sản xuất 2022. Thì Hitachi đây, nó sẽ trang bị thêm một cái camera chuyển động nữa các bác nhé. Con này nó cảm biến chuyển động này, khá là đẳng cấp. Em quay nhiều bên ngoài một chút cho các bác lựa chọn. Thì phiên bản này nó là phiên bản cao cấp hơn, nó có 54L nhưng mà phiên bản này cao cấp nhất là năm 2022. Thì các bác nào quan tâm thì có thể là săn ngay một em này về nhà dùng nhé. Các bác nào mà đang lựa chọn hay băn khoăn một tủ lạnh mà dùng cho gia đình mình mà vẫn chưa tìm được mẫu tủ hợp lý thì qua bên cửa hàng shop Hàng Nhật 87 Láng Hạ Hà Nội xem hàng ạ. Đây, tủ lạnh 540L. Model là HXCC 54S này. Con này nó là mã đặc biệt, phải có cam soi. Kích thước rộng của nó là 65, sâu 70, cao 1m875 với 1m8765 nha các bác. Cái ghi rõ nhà sản xuất này. Con này sản xuất 2022. Khá là đẳng cấp. 540L nha các bác. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến mẫu tủ lạnh này thì có thể qua xem trực tiếp nhé, tại địa chỉ số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội ạ. Hitachi thì những các model khác thì nó trang bị ngăn chân không, nhưng model này thì nó trang bị ngăn đông mềm nha các bác. Nó thay vì ngăn chân không nó kèm đông mềm, thì con này nó sản xuất ngăn đông mềm cao cấp hơn. Các bác nhìn cái hệ thống bình đựng nước của nó đây, tủ thì đầy đủ các cái sách hướng dẫn và catalog nhé các bác. Đây, 54S và 62S của nhà sản xuất còn đầy đủ hết. Nó là sản phẩm hàng trưng bày mẫu nên là tủ gần như là không có một tí xước xát nào các bác nhé. Chỉ một chút gọi là do vận chuyển thôi. Đây là cái khoang mát nữa các bác này. Khoang mát này thì mình để các cái đồ thực phẩm chín, đồ thức ăn thừa. Cái ngăn đông mềm này các bác để thịt gà hay là thịt bò hay là thịt cá nhé. Mình ăn trong vòng 1-2 ngày đời, ngày đầu tiên thì mình để ở đông mềm. Con này là đây, các bác nhìn cái giấy ni lông của em vẫn còn nguyên này. Đấy, giấy ni lông nhé. Đây là khoang làm đá viên đây và khoang cấp đông phụ này. Thì em vừa mới cắm thì từ giờ đến tối thì đá nó sẽ rơi thôi. Các bác nào mà quan tâm thì qua xem ạ. Còn đây là ngăn cấp đông chính. Cấp đông chính sẽ trang bị vẫn như trước, đây là 3 khay. Cấp đông chính này thì các bác để các cái đồ như là thịt cá hải sản ăn trong vòng nhiều ngày. Còn ngăn cấp đông phụ trên là ngăn rau củ thì nó cũng chia làm 3 khoai nữa các bác. Có hệ thống đèn tạo led và vitamin giúp rau củ quả rơi gấp 3 gấp 5 lần so với tủ cũ. Hitachi 54S phiên bản 540L sản xuất 2022 này thì bên em đang bán giá là 57 triệu, phiên bản cao cấp nhất của Hitachi nhé, hàng trưng bày. Các bác mua con này thì so với giá mới thì các bác bớt đi được khá là nhiều. Nó là hàng trưng bày thôi, nhưng không phải là hàng lỗi lầm gì. Bên em cam kết là hàng zin nguyên bản 100%, bảo hành bảo hành 24 tháng luôn. Con này hàng trưng bày bảo hành 24 tháng nhé các bác, bảo hành đúng như tủ mới luôn, bảo hành 24 tháng. Đấy. Anh chị em nào quan tâm thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho em nhé, qua số điện thoại là 0937445330. Các bác nào quanh quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua xem trực tiếp tại địa chỉ số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ Hà Nội xem hàng. Bên em thì luôn luôn mở cửa bán hàng để tiếp đón các khách hàng và tư vấn nhiệt tình. Anh chị em nào cần thì có thể là nhắn tin Zalo cho em nhé, hay gọi điện. Em xin nhắc lại số điện thoại là 0937 445330. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.